Như vậy thì trong cái phần mà assignment của cái môn kiểm thử của mình nè, chúng ta có các cái mục cần phải kiểm thử. Ở đây là có 6 mục. Thì cái online shopping thì cái hệ thống của mình nó cũng là tương đương với lại cái bài cái web bán hàng của mình mà mình làm ở cái môn là xây dựng nội dung đó. Như vậy thì các bạn ở đây các bạn tách biệt giúp cho thầy hai vai trò. Vai trò của môn trước là các bạn là người thiết kế, thầy tạm gọi đây là đội dev cho nó dễ, bởi vì cái đội thiết kế của bạn bạn cũng có thể vô các bạn sửa HTML, CSS, JavaScript để cho cái trang web của bạn nó đẹp hơn, màu mè nó khác. Rồi bạn cũng có thể là code phần PHP để cho nó lấy dữ liệu cho đúng với ý của mình, chứ không phải là bạn chỉ có kéo thả. Cho nên thầy gọi cái đội mà thiết kế cái trang web trên WordPress của các bạn, đội đó là đội dev, tức là của môn học trước cũng chính các bạn thôi, nhưng mà môn học trước thì gọi là dev. Đối với môn học này chúng ta không dev nữa mà chúng ta là test, chúng ta đóng vai là tester. Như vậy khi mà bạn nhìn vô một cái yêu cầu ở đây, ví dụ như khách hàng đăng ký bằng email và mật khẩu, như vậy tùy khách hàng đăng ký bằng email hoặc username thì tùy theo cái web của các bạn mà các bạn sửa cái requirement chỗ này lại. Nếu mà người ta yêu cầu là đăng nhập bằng email thì là email, còn nếu như mà trang web của các bạn thiết kế trước đây mà đăng nhập bằng username thì các bạn điều chỉnh cái requirement chỗ này là username để các bạn viết test case, viết test value. Được chưa? Và các bạn thực hiện test chỗ này. Ví dụ mình đã làm ở cái lab trước và cái phần assignment giai đoạn 1 mình đã làm được đến test case rồi. Đó, đến đến test plan, test design, mình làm test plan rồi thì đợt này mình sẽ làm test case. Và các bạn sẽ đưa vô yêu cầu. Cái này thì mình làm là trên trang web nào của các bạn cũng có, coi như chức năng 1.1 này là ok. Chức năng chấm 2 là khách hàng đăng ký bằng tài khoản của Google. Các bạn tách ra giúp thầy hai vai trò. Vai trò dev, nếu như trước đây bạn đã từng cấu hình đăng nhập bằng Google thì cái chức năng này mình test là pass. Còn nếu trước đây mình chưa đăng nhập bằng Google, mình chưa chưa thiết lập cái phần đó thì các bạn ghi test case lúc đầu là fail. Sau đó nếu nhóm của mình có cố gắng, cái link mà thầy mới gửi sáng nay á là hướng dẫn các bạn kết nối cái WordPress bằng đăng nhập Google á, nếu như các bạn làm thêm được phần đó thì cái test case của các bạn sẽ copy ra một dòng là đăng nhập bằng tài khoản Google, test của 2 ngày hôm sau, pass. Được không? Nếu như mà các bạn không làm thêm cũng không sao hết, các bạn vẫn ghi nhận chức năng này của trang web mình là fail. Cái chuyện fail này nó không ảnh hưởng đến kết quả của cái môn học này, bởi vì fail đó là fail của đội dev cái chuyện trước đây. Còn bây giờ cái nhiệm vụ của mình là đội test nè. Được ha? Nhiệm vụ của mình đội test. Đội test của mình thì cũng cũng chính mình test lại sản phẩm của mình, nhưng mà mình phân thân ra coi như là hai người. Người trước đây là người dev, bây giờ là người test. Như vậy thì các bạn chỉ cần ghi cho thầy đầy đủ các test case mà các bạn sẽ muốn test và có các test value, tức là các giá trị mình điền vào để mình kiểm thử đúng sai, thì các bạn làm cho thầy cái kế hoạch đó và các bạn ghi nhận đúng tình trạng là pass hay fail là các bạn hoàn thành môn này. Cho nên là trong cái dự án trước đây của các bạn, bây giờ các bạn test lại các bạn thấy fail quá nhiều cũng không sao hết, không sao. Đó là nhiệm vụ trước đây. Còn nhiệm vụ bây giờ của các bạn là tester, các bạn phát hiện ra được nhiều lỗi là tốt, chứ không có vấn đề gì, đừng có ngại.
Đừng có ngại. Ô, em làm trang web mà em đưa lên em thấy toàn chưa làm không à, em thấy toàn fail không à, vậy cuối cùng môn này của em có fail không? Không à, môn này của các bạn là tester, cho nên là các bạn đưa càng nhiều test case, càng nhiều test value là bad, là cái môn này các bạn qua đó. Còn nếu mà các bạn không đưa gì mới là fail, hiểu không? Rồi rồi, cái thứ hai là thầy vẫn khuyến khích cho các bạn để làm gì, các bạn sẽ quay lại cái vai trò là dev. Giả sử cái yêu cầu này của mình trước đây mình chưa làm thì mình ghi nhận, à ngày 7 tháng 10 mình test cái là đăng nhập bằng tài khoản Google fail, nhưng ngày 10 tháng 10 thì mình đã làm rồi, mình search trên Google mà thầy có đưa cái link cho các bạn đó, các bạn vào các bạn thiết lập được rồi, đăng nhập được bằng Google rồi, và mình ghi lại cái test case thêm một dòng nữa, cũng là kiểm thử đăng nhập bằng tài khoản Google bác, cái đó khuyến khích. Trước đây thì chưa làm thì mình vẫn ghi nhận là fail. Các bạn nên ghi nhận cả hai nha, chứ còn các bạn chỉ ghi nhận bác thôi thì nó không hay lắm, bởi vì đội dev mà không bao giờ có lỗi thì có vẻ như đội test của các bạn chuẩn bị nghỉ việc được rồi. Bởi vì trong công ty của các bạn mà đội dev nó giỏi quá thì cần test làm gì, nó quá giỏi đi, nó viết ra cái gì đúng cái đó thì gần như không cần test. Qua một dự án hai dự án thì thôi, tạm thời mấy em nghỉ, khi nào mà nó tệ quá thì bắt đầu gọi lại mấy em phần test. Đó, cho nên các bạn nên ghi hai trường hợp, một là fail và mình đã sửa, bây giờ là bad rồi nè. Ok, xem thử là cái trang web của mình có cho chỉnh sửa cái thông tin của khách hàng hay không. Như vậy nó sẽ ở hai góc độ, góc độ là chỉnh sửa bằng admin, góc độ là một user bình thường không phải admin đăng nhập vào trang web của mình có chỉnh sửa được thông tin hay không. Thì cái đó là do cái requirement của các bạn mà các bạn ghi ở cái giai đoạn 1 á. Thì bây giờ mình nhìn nè, mình nghiệm lại thử là cái web của mình đã làm được chưa. Nếu như chỉnh sửa thông tin của account mà chỉ có admin mới là sửa, còn khách hàng không sửa được, thì các bạn sẽ ghi cái test case là gì? À, khách hàng có thể chỉnh sửa thông tin của account test fail, bởi vì cái chức năng đó không có, khách hàng đăng nhập vô là không tự sửa được thì cái chức năng đó là fail. Còn nếu như mà trong WordPress mà các bạn thiết lập admin sửa được thông tin của họ, khách hàng đăng nhập vào cũng sửa được thông tin của họ, tên, số điện thoại, địa chỉ, email, cái gì đó, thì mình ghi chỗ này là bad. Chức năng này đăng nhập đăng ký, ví dụ như là đăng nhập bằng ID mật khẩu, cái này thì mình đã làm rồi, thì các bạn kiểm tra lại và các bạn test thực tế trên trang web của mình và các bạn ghi nhận test bad, test fail. Nếu trên kia là email thì dưới này là email, trên kia là ID thì dưới này là ID. Khách hàng đăng nhập vào bằng tài khoản Google thì ở trên này nè, hai cái này là xuống đây nó kiểm tra hai cái này. À, chỗ này là đăng ký, chỗ này là đăng nhập. Mình có tự đăng ký được không? Nếu như mà mình có tài khoản bằng Google, mình có thể tự đăng ký tài khoản bằng Google được không? Nếu đăng ký rồi thì đăng nhập được không? Thì ra thì mình sẽ chia ra từng bước để kiểm thử. Tiếp tục, đối với lại khách hàng, trang web của các bạn thiết lập á, khi khách hàng chưa đăng nhập có xem được sản phẩm không? Được. Vậy thì cái đó là do requirement của các bạn. Nếu requirement ghi là khách hàng có thể xem được sản phẩm khi chưa đăng nhập thì các bạn test cái phần đó. Nếu như mà khách hàng chưa đăng nhập xem được sản phẩm thì coi như test case đó là bad.
Còn bạn ghi test case là khách hàng không cần đăng nhập vẫn xem được sản phẩm, mà bạn click vô nó yêu cầu phải đăng nhập thì chức năng đó là fail. Còn ngược lại, nếu như cái ông product owner, cái ông chủ á, ông kêu không, cái web của tôi rất là đặc biệt, sản phẩm này là hàng limited, hàng rất hiếm, cho nên những bạn nào mà có thiện chí thì mới mới cho xem. Còn thiện chí bằng cách nào là phải đăng ký tài khoản thì mới cho xem. Cũng tùy trang web nha, có nhiều trang web người ta bắt buộc phải đăng nhập rồi mới được xem. Thì cái requirement của người ta là gì? Là phải đăng nhập mới nhìn thấy được thông tin sản phẩm. Mà chưa đăng nhập đã xem được rồi là fail. Cho nên cái chuyện fail hay pass là nó tùy thuộc vào requirement. Requirement yêu cầu cái gì mà làm đúng requirement là pass. Còn làm không đúng là fail, chứ không không có khái niệm fail pass ở đây. Ông yêu cầu sao mình làm đúng như vậy là pass. Đó, như vậy thì mình coi ở chỗ này khách hàng của mình có xem được sản phẩm không? Rồi khi xem được rồi, nếu mà chưa đăng nhập có thêm vào được giỏ hàng không? Nếu thêm được vào giỏ hàng rồi thì khi mà thanh toán có yêu cầu nhập pass không? Có yêu cầu đăng nhập không? Thì tất cả những câu hỏi đó của các bạn sẽ tự tự ghi ra ở trên cái requirement. Và khi các bạn có ở cái requirement rồi thì các bạn sẽ làm gì? Xây dựng test case. À, ý của khách hàng là như vậy, nhưng mà bây giờ làm thế nào để xác định được cái đó đúng cái đó sai thì chúng ta xây dựng test case. Và có test case rồi, ví dụ như là kiểm thử password đi, kiểm thử đăng nhập. Vậy thì kiểm thử cái gì? Là cái người kiểm thử tự gõ user vô, tự gõ pass vô. No. Mình khi mà mình đã xây dựng kế hoạch kiểm thử thì gõ user là U1 thì cái người kiểm thử viên phải gõ U1, không được gõ khác. Bởi vì đó là ý tưởng của người test design. Người ta mong muốn kiểm cái đó. Còn ví dụ như là người ta muốn kiểm là chữ password B A cộng S S W số 0. Ví dụ như chỗ này, thay vì cái chữ password mình gõ bình thường thì người ta sẽ yêu cầu là phải gõ gì? B hoa A cộng S S W 0 RD. Bắt buộc phải gõ như vậy. Thì mình gõ đúng như vậy cho người ta. Tức là cái ông test design ổng muốn tester phải gõ đúng cái này thì cho ổng kết quả là đúng hay sai. Thì phải làm đúng vậy, đừng có làm chỗ khác. Thì kết quả nó mới đúng. Ví dụ như là các bạn là bác sĩ, các bạn bắt mạch đi, đúng không? Bắt mạch, đo tim, đo nhịp tim gì đó. Bắt mạch thường bắt ở đâu? À, bắt ở tay đúng không? Bây giờ cái ông y sĩ này ông kêu bắt tay nó không mạnh, bây giờ bắt chân đi. Đưa chân lên đây tôi bắt. Mặc dù ông cũng đo được nhịp tim, mặc dù ông cũng đo được mạch, nhưng mà không phải, không 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 yêu cầu đó. Tôi nói anh bắt ở đây là anh bắt ở đây giùm tôi, còn kết quả nó ra số liệu bao nhiêu thì anh cứ ghi vô cái form đó, anh đừng có sáng tạo gì hết. Như vậy tester là vậy ha, kiểm thử viên là vậy. Cứ cái ông test design ổng nói cái gì, tức là quy trình kiểm thử, thì mình cứ làm đúng như vậy đi. Làm đúng y chang vậy. Đừng có làm khác. Thì các bạn sẽ làm ở trong cái phần mà quy trình kiểm thử, bước 1, bước 2, bước 3 trong cái file Excel của mình mà thầy đưa cho các bạn đó. Thì các bạn sẽ ghi ở đây. Đặt hàng được không? Hủy đơn được không? Rồi thay đổi số lượng trong giỏ hàng được không? Thanh toán được không? Thì tất cả những cái đó là các bạn ở trong cái test case của các bạn. Về phần thanh toán, trong hệ thống của các bạn có yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán bằng ví và thanh toán bằng thẻ tín dụng. Ví ví dụ như là ví Momo hay là Zalo Pay hay là ví nào đó khác thì tùy.
Bây giờ giả sử cái ông sếp ổng yêu ông mà product owner ổng yêu cầu là cái work rate của bạn phải thanh toán được bằng Momo, thì cái requirement các bạn vẫn ghi cái đó, nhưng mà trong cái test case của bạn thì bạn cũng có ghi kiểm thử xem thử có thanh toán bằng Momo hay không. Thì nếu như trang web của các bạn mà đã config phần đó rồi thì quá tuyệt vời, bạn ghi chức năng này đã bắt. Còn nếu mà cái trang web của các bạn mà chưa làm phần này thì bạn cứ mạnh dạn bạn ghi fail, bởi vì bạn đang là kiểm thử, bạn không phải là đồ dev, bạn cứ ghi fail vô. Quan trọng là bạn có xây dựng cái test case đó để kiểm thử cái này không, cái đó mới là quan trọng. Còn pass fail nó không phải là vấn đề, được chưa? Pass cũng được, fail cũng được. Pass cũng qua môn mà fail cũng qua môn, chứ không phải là nói là em ghi test case mà em thấy fail nhiều quá em sợ em rớt môn này, không phải. Bạn ghi nhiều test case và nó hợp lý để kiểm thử một cái ứng dụng là ok. Tương tự như vậy, đăng xuất rồi báo cáo. Ví dụ như là trong báo cáo thì người ta ghi rất là đơn giản, nhưng mà cái requirement của bạn, phần báo cáo này các bạn ghi đến 5 yêu cầu. Có nhóm ghi có một yêu cầu, nhóm ghi hai yêu cầu, và nhóm của các bạn ghi 5 yêu cầu. Cái requirement bạn ghi 5 yêu cầu thì tất nhiên test case của các bạn sẽ nhiều. Mà nhiều test case mà hợp lý và bạn có thực hiện kiểm thử thực sự thì điểm của cái môn này của các bạn chắc chắn cao. Cho dù là các test case của các bạn fail, bạn ghi báo cáo fail 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 à, báo cáo về cái doanh số fail, báo cáo về số lượng bán hàng, người người bán hàng nhiều nhất, báo cáo về số lượng là sản phẩm bán hàng có doanh thu cao nhất trong ngày, bạn ghi rất là nhiều requirement. Và bạn xây dựng rất là nhiều test case, nhưng mà test case nào cũng fail hết, không sao, cứ ghi nhiều test case ra và những test case đó là hợp lý. Bạn có test case, bạn có test value, bạn có mô tả các bước để kiểm thử, bạn đang đóng vai trò là tester mà, thành ra là bạn cứ ghi ra. Nhưng mà rõ ràng khi test lại trang web mà bạn đã xây dựng ở cái môn học trước, fail. Cái đó là do test case fail chứ không phải các bạn fail. Được chưa? Yên tâm chưa? Cho nên là các bạn cứ ghi ra, ghi ra càng nhiều càng tốt. Để mình đóng vai là một tester, mình kiểm thử lại chính cái sản phẩm của chính mình trước đây nó đảm bảo được chưa? Như vậy là bạn hoàn thành giai đoạn 2. Và cái buổi bảo vệ của chúng ta thì chúng ta sẽ show lên cái gì? Thứ nhất là mình đang kiểm thử trang web nào, mình nêu lên trang web đó là trang web gì, bán hàng gì, mình mô tả sơ cái trang web một cái để cho cái hội đồng là người ta hình dung được là cái trang web của mình nó thuộc về cái nghiệp vụ nào. Ví dụ trang web bán hàng, hoặc là trang web cho thuê, hoặc là trang web về thư viện, có nhiều loại trang web lắm. Cho nên là các bạn phải nêu lên được là mình đang muốn kiểm thử cái sản phẩm của môn học trước là sản phẩm gì. Cái thứ hai là các bạn sẽ trình bày theo cái trình tự mà hôm trước mình đã nêu trong cái file Excel. Đây, cái phần báo cáo quản lý nhà hàng. Đây là cái mẫu nè. Mẫu này là mẫu Word ha. Các bạn làm mẫu Word. Thì dựa trên cái mẫu Word này, các bạn cũng 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 đưa ra trên cái báo cáo của mình. Với cái yêu cầu này thì mình sẽ có những cái use case là gì? Rồi, quản lý nhân viên như thế nào? Mình mô tả cái này là của môn học trước rồi. Nhưng có cái mình mô tả lại. Thì dựa trên cái cơ sở này nè, mình mới có cái để mình kiểm thử. Thì mình làm theo cái framework này và mình tổng hợp lại một vài cái slide PowerPoint cô đọng cho từng phần.
ví dụ use case của mình là gì, rồi cái diagram của mình là gì, có những thực thể nào, rồi giao diện thì cái phần Figma của mình đó, thì các bạn sẽ chụp hình các cái giao diện để các bạn đưa lên PowerPoint hoặc là Canva tùy các bạn. Thì các bạn nên đưa thêm cái link vào, cái link của phần Figma đó, để khi mà cần thì các bạn có thể là click vào cái link Figma để cho nó link qua bên kia luôn, chứ không thầy đợi em tí để em đi tìm, không nên. Mình đưa vào cái link của PowerPoint hoặc là Canva của các bạn luôn. À, phần cơ sở dữ liệu của các bạn, SQL của các bạn thì không có, nhưng mà nó có cái phần cơ sở dữ liệu ở đâu? Khi mà các bạn cấu hình WordPress thì có cơ sở dữ liệu á, nó nằm ở đâu? À, database. Bên Ở đâu nhỉ? admin. Chính xác. Nó nằm trên bên cái phần mà thẻ PHP admin á. Thì mà mình vào mình show ra cái phần đó. Ha. Rồi, mình show ra cái phần đó. Rồi đóng gói triển khai sản phẩm, hướng dẫn cài đặt phần mềm, thì ở chỗ này nó sẽ liên quan đến cái chuyện nếu như môn học trước mà các bạn đã được học rồi. À, ví dụ như là khi mà các bạn thiết lập WordPress trên máy cá nhân của các bạn rồi, vậy làm thế nào để các bạn assign cái đó lên, public cái sọt web đó lên? Thầy thấy có một số bạn đã đưa cái dự án của các bạn lên online luôn rồi đó. Thì cái phần triển khai là cái phần đó các bạn sẽ lên ngắn gọn ha. Rồi cái phần của mình nè, test plan, test design, và mình sẽ đưa cái file này lên cái phần nội dung của test. Cái phần trước mình làm vừa thôi nha, đừng có làm quá nhiều nha. Cái phần trước để người ta sẽ hình dung được là cái dự án của các bạn là gì, chứ nó không phải là trọng tâm. Bây giờ mới là trọng tâm nè. Nhưng mà phần trước không có thì cũng không được. Các bạn lướt qua để người ta biết được là cái dự án của các bạn là gì, thì để xem thử cái test case của các bạn có đủ không. Rồi tiếp tục các bạn sẽ show lên giúp cho thầy cái requirement. Cái này là thầy làm ví dụ cho nên nó đơn giản thế này. Còn các bạn làm requirement cho cái này, đây phần mềm của các bạn đây, mỗi cái các bạn sẽ detail ra cho thầy ba cái, năm cái yêu cầu gì đó, chứ nó không chỉ đơn giản là một câu này các bạn. Các bạn ghi ra, các bạn nghĩ ra, và các bạn đóng vai trò mình là ông chủ, mình mong muốn cái phần mềm của mình nó phải thế, thì các bạn sẽ tự nghĩ ra rất là nhiều cái yêu cầu quái quam gì cũng được, yêu cầu gì mà người khác chưa từng yêu cầu cũng được luôn, bởi vì tôi muốn thế, còn anh làm được hay không là chuyện của anh, đúng không nào? Thế này là requirement mà, thì các bạn tự nghĩ ra chứ đâu có sao đâu. Tiếp tục, sau khi bạn có requirement rồi, bạn có test design, cái này hôm trước giai đoạn 1 mình báo cáo rồi, nếu mà còn thiếu thì mình thêm vào. Rồi phân loại kiểm thử, nghiệm lại giúp cho thầy cái nào là function, cái nào là non-function, cái nào là GUI. GUI nó cũng là non-function nhé, bạn ghi non-function cũng được, nhưng bạn phải ghi GUI tại vì nó kiểm thử giao diện. Chứ bạn nói là cái đó đâu có lập trình, đâu có thiết lập, đâu có gì đâu thầy, nó không phải là chức năng mà thầy, nên function mà thầy, đúng. Nhưng mà tại vì nó kiểm thử giao diện cho nên là bạn phải ghi đặc thù của nó. Tại vì khi mà bạn kiểm thử giao diện thì bạn phải kiểm đến Figma. Figma thiết kế làm sao thì bây giờ cái ông mà thiết lập này ông làm theo vậy. Đó, cho nên là bạn phải ghi GUI vô. Còn trong này người ta nói đúng hay nói sai gì đó thì không biết nha. Cái file này là để gợi ý thôi, chứ không phải là cái file này là hoàn toàn đúng nha. Cái file này là file mẫu, mà file mẫu thì nó sai, chứ nó không hoàn toàn đúng. Bởi vì nếu như mà hoàn toàn đúng thì các bạn làm, các bạn copy lại y chang, thầy đâu có cãi được. Thầy là người không cãi được. Cho nên là trong này có sai, nói trước.
Mà những cái mà sai mà các bạn vẫn giữ nguyên là rõ ràng các bạn không coi, các bạn không xem. Cho nên các bạn phải tìm hiểu cho kỹ, chỗ nào đúng, chỗ nào sai, mình dùng lại cái gì. Rồi bạn sẽ show cho thầy cái test design, test plan. Test plan thì nó lại liên quan đến cái này, Jira. Đó là bạn phân cho ai làm cái gì, phân cho ai làm cái gì thì bạn tìm hiểu giúp cho thầy cái này. Mockup thì mình có biết rồi, về Visual này thì bỏ đi, Visual là mình thay bằng gì, Figma rồi. Còn mockup tức là Figma rồi, còn Office là bạn đang sử dụng Word. Chỉ có cái Jira này là cái mà để quản trị cái công việc của mình đó. Nó là Project Manager đó, tức là quản trị công việc. Thì thay vì mình quản trị công việc là mình giao cho bạn A làm cái này, bạn B làm cái này, bạn C làm cái này. Bạn A thì làm requirement, bạn B thì xây dựng test plan, bạn C thì dùng làm test case, rồi quay trở ngược lại là bạn A sẽ test phần gì, bạn B test phần gì, bạn C test phần gì. Thì mình phân công công việc trên Jira. Các bạn tìm hiểu thử coi. Tùy theo nhóm nha. Các bạn cố gắng mình tìm hiểu đến đâu thì mình trình bày đến đó. Mình phân công công việc. Trước tiên là bạn phân công ở trên cái phải Excel. Nhưng mà sau đó thì bạn quản trị nó trên Jira thì nó sẽ hay. Còn nếu mà nhóm nào mà không làm được cái phần Jira thì thôi. Nhưng mà thầy nghĩ cũng nên nên tìm hiểu thì nó sẽ hay hơn. Đến phần test case. Test case thì mình detail cái thằng này ra, detail cái thằng test design. Hồi nãy thầy nói đó, đăng nhập. Kiểm tra đăng nhập với tài khoản và mật khẩu. Vậy thì lúc này các bạn phải kiểm tra đăng nhập với tài khoản gì? Đó, tài khoản gì? Cụ thể. Bạn gõ cái gì vô đây? Tên tài khoản là phải chữ admin. A Hoa. Bạn gõ đúng như vậy, không được gõ khác. Thì lúc mà cái ông tester, giả sử bây giờ ông không thích gõ admin, mà ông gõ vô đây quang bình. Cái mà test value là admin và test value là quang bình là hai cái hoàn toàn khác nhau. Mặc dù bạn vẫn cho kết quả là bad. Nhưng mà đó không phải là ý của cái ông làm ra cái bảng này. Tức là cái ông test design không phải ý của ông. Cho nên nếu mà trong trường hợp sau này các bạn đi làm tester đó, kiểm thử viên á, người ta đưa cho bạn cái này. Và các bạn nhìn thấy quy trình của người ta ghi bước 1 làm gì, bước 2 làm gì, bước 3 làm gì, vui lòng làm y chang như vậy giúp thầy. Thì nó mới pass hoặc là nó fail. Chứ còn bạn thấy ô cái này thấy không cần thiết, mình làm kiểu khác đi, tôi thích làm kiểu này. Cái tự nhiên là kỳ vọng của người ta là fail, mà bạn làm cấp theo ý bạn, cái tự nhiên nó bát, các bạn ghi vô trong đó là bát, mà bát là không đúng, không phải kỳ vọng của người ta, là trật lắc. Cho nên bạn phải đóng vai là người test design, bạn phải chủ đích tại sao chỗ này là admin, tại sao chỗ này là 123, và quy trình của bạn là gì, kết quả mong muốn là gì, khi bạn test xong kết quả mong muốn đó đúng không, nếu đúng thì chức năng đó pass. Ví dụ chức năng này bạn nhập vô cái này, quy trình là vậy, kết quả mong muốn là gì, nhưng mà khi kết quả thực tế thì nó không giống như vậy, thì hai cái này mà nó không giống nhau là fail. Đó. Rồi fail ngày nào? Ví dụ như là cái chỗ này bạn ghi là đăng nhập, đăng ký tài khoản bằng mail Google. Bạn kiểm thử, không có chức năng đó. Fail. Bạn Chiến kiểm thử ngày 7 tháng 10 không có. Xong rồi, các bạn đã nghiên cứu được, các bạn đã confirm được, các bạn đã thêm được cái chức năng đăng ký bằng Google trên web của các bạn, và các bạn cũng là cái test case đó luôn, copy xuống dưới
và ghi là bác, cũng là bạn chiến kiểm, nhưng mà ngày 15 tháng 10 năm 23 thành công. Như vậy thì các bạn có thể là copy hai cái này và các bạn ghi fail bác cùng một tép cây luôn, nhưng mà hai ngày khác nhau. Rồi ok, như vậy là mình có báo cáo cái phần này. Tất nhiên là cái file Excel này các bạn cũng đính kèm theo, nhưng mà trên PowerPoint các bạn sẽ ghi gọn lại làm sao mà để hội đồng thấy. À, các bạn có xây dựng 10 tích cây, 100 tích cây, 300 tích cây tùy các bạn, thì các bạn cứ show cái tích cây của các bạn lên. Còn khi nào mà hội đồng yêu cầu các bạn dừng lại ở tích cây nào thì người ta sẽ yêu cầu các bạn dừng. Còn nếu không thì các bạn cứ copy, các bạn dán lên trên PowerPoint. Được chưa? Đó là phần tích cây. Test defect này là những cái nào mà các bạn tích fail thì các bạn sắp thống kê lại trong cái file Excel này, một cái tab là test fail. Nhưng đồng thời các bạn cũng đưa cái test fail này lên luôn trên PowerPoint luôn, và cũng trình bày gọn lại tí xíu. Ở trên này thì mình ghi thoải mái, nhưng mà trên PowerPoint mình trình bày gọn lại. Và cuối cùng trong PowerPoint mình cũng đưa cái này lên, tức là mình đã có bao nhiêu tích cây, mình thực hiện bao nhiêu tích cây, có những tích cây nào chưa kịp thực hiện, mình ghi nhiều quá nhưng mà thời gian không cho phép cho nên mình tết không kịp, thì các bạn cứ ghi là tết không kịp. Ví dụ như 100 tích cây nhưng mà mình chỉ tết mới có được 90 mà còn 10 cái mình không kịp thời gian, thì các bạn cứ ghi ra. Tiếp tục, trong chừng 100 tích cây đó bao nhiêu fail, bao nhiêu bát. Đây là những cái cực kỳ cơ bản. Như vậy mình đã hoàn thành cái file báo cáo. Và lúc các bạn báo cáo thì các bạn sẽ trình bày bằng PowerPoint là chính. Được chưa? Còn cái file Word mà các bạn làm thì thầy sẽ chấm cái file này. Cái ngày mà nộp assignment giai đoạn 2 thì các bạn nộp cả hai file để thầy chấm bài. Còn cái file PowerPoint thì các bạn sẽ sử dụng nó trong ngày bảo vệ. Được không? Rồi, thì các bạn nên 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 chia ra, ví dụ nhóm của mình 5 bạn thì mỗi bạn nói một phần. Chứ đừng có để một bạn nói hết, là cái bạn đó là điểm là chiếm ưu thế và những bạn còn lại thì điểm nó sẽ không cao. Thì các bạn nên chia ra. Chia ra. Rồi trong một nhóm bảo vệ thì thầy sẽ có những câu hỏi cá nhân, và những câu hỏi đó không khó, mình chỉ quay lại những câu hỏi cơ bản từ lớp 1 đến lớp 8, cực kỳ cơ bản thôi. Nếu như mà các bạn có coi bài, các bạn có hiểu thì các bạn sẽ trả lời được, chứ không có đánh đố các bạn. Câu hỏi đó không hoàn toàn đánh đố, nhưng mà mỗi bạn một câu, không ai trả lời giùm cho ai hết. Nếu như mà câu đó bạn đó không trả lời được thì bỏ, chứ không có là trong nhóm trả lời giùm, không cần. Tại vì câu đó là đánh giá cá nhân, cho nên cứ mỗi bạn một câu. Chứ còn cái này là không đánh giá nhóm nữa, cho nên là ví dụ như là lúc đó thầy nêu cho bạn A câu hỏi 3, rồi bạn A không trả lời được thì thôi bỏ qua, đến bạn B. Bạn B trả lời câu của bạn B, bạn C trả lời câu của bạn C. Cho nên chỗ này mình không đánh giá nhóm, mình chỉ đánh giá cá nhân thôi, không trả lời được thôi, bỏ. Được không? Rồi, ok. Như vậy đó là cái quá trình làm assignment giai đoạn 2, cũng như là bảo vệ thì mình sẽ làm những gì. Thì khi mà các bạn đã hình dung được cái giai đoạn 2 với lại cái bảo vệ assignment như vậy rồi, thì các bạn phân công mọi người cùng làm trong nhóm. Và nhất là cái đoạn mà các bạn chia sẻ với nhau qua Zalo á, các bạn nên chia sẻ một là Jira, là ai upload lên cái kết quả của từng thành viên upload bài lên á, hoặc là các bạn ghi nhận, hoặc là các bạn nếu mà làm việc thì các bạn nên lưu lại trên Zalo của nhóm của các bạn giúp thầy. Để ví dụ như là bạn C, thầy thấy có vẻ hình như là không tham gia trong nhóm lắm,
Thì thầy nói là ừ, các bạn show cái kết quả mà làm việc nhóm của các bạn lên cho thầy xem. Thì đây, ok, là bạn C có share bài thầy ơi, đây có chuyển bài cho em nè, để chứng minh được là nhóm của các bạn có làm việc nhóm chứ không phải là gánh team. Thì các bạn nên nên lưu cái vết của các bạn cùng nhau trao đổi, cùng nhau chia sẻ trên một cái group Zalo để khi cần thì chia sẻ với lại hội đồng. Đó là về cái bài assignment của mình. Cái phần tiếp theo ở dưới này người ta sẽ detail hơn chút xíu để cho các bạn làm đó. Và cái file này thì mình sẽ nộp là một file zip gồm có file Word và file Excel. File Word, file Excel thì thầy đã chuyển mẫu cho các bạn rồi. Bây giờ các bạn sẽ làm lại cho nó phù hợp với lại cái web của mình thôi. Tất nhiên là cái file Word đó là bạn đang làm cho ngành là lập trình. Còn mình không lập trình. Mình chỉ làm ở góc độ của mình là phần phần thiết kế WordPress thôi. Thì ví dụ như chỗ này của các bạn không không được rõ lắm thì các bạn vô trong cái phần database của thằng admin PHP á, các bạn sẽ copy cái đó ra. Tất nhiên là bạn đâu có cấu hình từng cái thực thể một đúng không? Phần của các bạn đâu có. Bạn chỉ tải cái plugin của WordPress về rồi bạn cứ nét 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 nét, nét. Rồi xong thôi. Nhưng mà có một cái phần database này nè, bỏ đi, cái phần này không có đâu. Phần của các bạn có phân tích cái này không? Lúc mà bạn học cái môn trình bày nội dung á, không có đúng không? Không có, bỏ đi. Cái phần này của mình không có. Không có thì các bạn bỏ. Và các bạn thay vô đó là cái gì? Cái phần database trên cái admin của PHP á, còn bỏ vô ha. Cái gì không có bỏ đi nha, thầy nói rồi. Các bạn phải chịu khó đọc cái file Word này tí xíu. Cái gì không thuộc về mình thì bỏ. Chứ đừng có copy nguyên xi. Trong khi mình không có làm mà mình cũng copy vô. Thì rõ ràng là bạn chưa đọc. Đó, mình sửa cái file Word này lại. Cái gì thuộc về mình thì mình đưa vô. Là cái file Word này. Mockup thì chắc chắn là có nè. Đúng không? Mockup có không? Giao diện. Thôi, cho các bạn là lấy cái giao diện mà thực tế của các bạn trên cái trang web, các bạn đẩy vô đây cho thầy. Chứ còn bây giờ mà yêu cầu các bạn vẽ mockup nữa thì hơi lâu. Nếu mà nhóm nào mà có mockup trước đây thì đưa vô là điểm của các bạn nó sẽ ổn. Còn nếu mà các bạn không có mockup thì các bạn đưa cái giao diện là các bạn làm web thực tế. Được ha? Nếu có thì các bạn đưa mockup vô. Còn nếu không có thì các bạn copy cái giao diện mà các bạn đã cấu hình trên web của các bạn đưa vô đây. Đó là về phần mockup. Tùy nha. Sơ đồ quan hệ cái này. Cái ở trên là mình bỏ rồi, mình không có ORD, không có mô tả thực thể, bỏ luôn. Thì cái này các bạn có thể có nè, cơ sở dữ liệu thôi, chứ không có SQL Server, bỏ SQL Server đi. Mình đâu có liên quan gì đến SQL Server đâu. Bỏ ha. Mình chỉ có cái cơ sở dữ liệu. Và cơ sở dữ liệu này thì các bạn vô cái PHP admin đó. Các bạn coi trong đó mình quản trị cái gì bên trong, các bạn đưa vô đây. Đóng gói và triển khai. Cái này mình làm khác đây tí xíu. Đóng gói là từ một cái WordPress mà mình đang ở trên máy local. Làm sao để đẩy lên cái hosting mà các bạn có thể xem được online đó, thì các bạn trình bày cái phần đó ở đây. Được không? Những nhóm mà đã từng từng đẩy sản phẩm lên online rồi thì rất dễ. Còn những nhóm mà chỉ chạy local thôi thì tìm hiểu cái phần này. Rồi, test plan giống nhau. Test design giống. Thì mình làm cái gì mình đưa lên đây. Test case chi tiết trong Excel cũng được. Kèm cái file Excel vô. Report. Được chưa? Như vậy thì file Word thầy cũng đã hướng dẫn cho các bạn hoàn thiện.
phái Excel cũng đã hướng dẫn các bạn cách làm. Còn PowerPoint cũng mới nói xong. Cách thức bảo vệ cũng nói luôn. Mỗi bạn sẽ trình bày một phần và chia ra, 5 bạn thì chia ra 5 bạn cùng nói. Mỗi bạn nói một phần. Rồi sau khi mà các bạn bảo vệ xong thì mỗi bạn có bonus thêm một cái câu hỏi nho nhỏ để lấy điểm cá nhân. Còn câu hỏi nho nhỏ này có thể là thầy sẽ công bố cho các bạn các câu hỏi trước. Hỏi cái gì? Còn vô trong đó thì chắc mình cũng dùng đến cái sự may mắn là random. Cái mỗi bạn random một câu. Cho nó nhanh, công bằng. Chứ bây giờ hỏi là em ưu tiên, thầy ưu tiên em câu dễ, thầy ưu tiên bạn câu khó thì cũng khó nữa. Cho nên là tốt nhất là thầy sẽ dùng cái xác suất thống kê đơn giản nhất, công bằng nhất, đúng không? Xác suất là dễ nhất. Trả lời không được hát bụi thầy. Không, mới nói xong. Cái trả lời không được thì cái câu đó là câu cá nhân, cho nên là mình chỉ cần quan tâm là bạn có trả lời được không thôi. Còn nhóm là mình đã chấm cái phần kia rồi đó. Cho nên là mình cái câu cá nhân này mà không được là nét xong. Ví dụ như nên nhóm là thầy chấm 8 điểm rồi, mà câu cá nhân mà các bạn trả lời tốt nữa thì 9 điểm, 10 điểm. Còn nếu mà các bạn trả lời không tốt thì mình lấy điểm nhóm chẳng hạn, kiểu vậy.